Chào mọi người nha. Chào mọi người đi. Thì hôm nay anh em mình lại tiếp tục ra ngoài. Có thằng em này nó kêu là ở đây có ốc nha. Có ốc đúng không? Hả? Ừ. Không, hỏi thằng em kia kìa. Có ốc đúng không? Rồi. Hôm nay là tụi mình sẽ làm là đi xung quanh làm cây ốc, là kiếm ốc để mà ốc xào nha. Tại vì là mấy video trước á, là anh em mình làm cái ốc luộc nha mọi người. Tại vì cái đồ đó thì mình không đủ nguyên liệu để mà mình làm, để mình chiên nha. Thì hôm nay mình sáng thì mình đã mua nguyên liệu xong rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ ra ngoài cánh đồng đây tìm vài con ốc, vài con cua để mà mình bắt nha. Thì mình sẽ có con gì thì mình sẽ bắt con đó luôn. Trong kiểu như là mình đi kiếm mấy đồ ăn đó mọi người. Mình không cần tốn tiền để mình mua cái ở ngoài nha. Có cái gì sẵn ở trong ruộng này là mình bắt luôn. Thì chúc mọi người một ngày mới làm việc thật là nhiều niềm vui nha. Và hạnh phúc bên người thân nữa. Thì bây giờ anh em mình cũng chuẩn bị tìm những cái gì có sẵn ở đây luôn. Lát nữa tụi mình sẽ đi. Và cuộc hành trình đây là khá là rộng luôn nha. Đó, rất là dài luôn. Tại vì mùa lúa mùa này gần chín rồi mọi người. Tại vì giờ người ta gần cắt á. Cho nên trong thời gian vừa qua thì mình không thể ra video thường xuyên cho mọi người xem nha. Mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho mình nha. Tại vì trong thời gian ngày vừa qua thì mình cũng rất khá là bận luôn. Vì mình làm việc nhà ấy, cái này kia mấy em nó rủ hoài mình cũng chẳng có thời gian để đi nha. Cho nên hôm nay mới có thời gian để mình đi và quay video. Thì có thằng em này nó rủ mình ở đây là có ốc rất là nhiều luôn. Cho nên lát nữa là tụi mình sẽ đi bắt ốc. Và mọi người nhớ theo dõi cuộc hành trình bắt ốc của anh em mình nha mọi người. Giờ chắc tụi mình nghỉ ngơi xíu rồi tụi mình sẽ lên đường nha. Coi như cái han chuột này mình không thành công rồi mọi người. Tại vì nó ở khá là sâu luôn. Đi với lại cái này cũng là bờ đê của người ta đấy. Mình đào thì mình phá bờ người ta cũng hơi kỳ nha. Rồi mấy em mình tiến về phía trước để mà tiếp tục tìm ốc nha. Không biết là có hay không nha mọi người. Tại vì mấy anh em nó đi trước rồi nha. Giờ mình sẽ đi theo phía trước để mà mình tìm chung nha. Để mà mình xíu nữa, lát nữa mình làm cái món ốc xào nha. Thì bây giờ mình trời bây giờ khá là nắng luôn. Có không? Hả? Có không? Lấy gì vậy? Hả? Gì đây? Ốc à? Thôi bỏ đi nữa. Đi đâu vậy? Bên kia có suối không? Có, không biết nữa. Có không? Không biết. Không biết à? Mệt quá. Sao mà đi không có suối thì sao mình bắt? Có nước nào? Có chỗ kia kìa. Không đặt chặn đâu. Hình kia chỗ kia có kìa. Mấy anh em mình tìm ra một cái chỗ người ta kiểu là chỗ người ta đào mương để mà thoát nước này, kiểu này giống như chỗ mương đúng không? Thôi mình đi bắt xung quanh đây nhá. Ôi nước rồi bị cạn hết rồi mọi người. Sắp kiểu như là người ta sắp cắt lúa. Bắt xung quanh đó đi. Ốc nào to to xíu là mình bắt nha. Còn nào mà nhỏ quá thì mình bỏ nha. Không có nên bắt nha.
Đó, bắt ông nào nó to hơi to xíu ấy. Rồi chia chia đi ra đi. Đây này, đi bên đây xíu này mọi người. Ui ở đây có cái bẫy mọi người. Bẫy này người ta làm bẫy gì ta? Bẫy chim cò đúng không? Chim cò. Đây này. Còn rồi mình đi đi bên kia kìa. Mọi người chia ra hai hướng kìa, hai có hai đường kìa. Đó. Đây đây, ốt này bắt luôn này. Đây. Bắt luôn. Đấy. Bữa nay là mấy em bắt nha. Bắt nấu luôn nha, bữa trước giờ anh nấu nhiều mà. Rồi thằng em này hôm nay đi học đúng không? Học online nhá, tại vì nó đi học rất là nhiều, bận quá mọi người. Cho nên không thể có thời gian để mà quay video được. Ui, sao lại vào trong lúa người ta vậy? Đạp lúa người ta chửi chết đấy. Ồ, còn hai đứa kia đi chậm quá. Rồi mình đi nhanh bên kia luôn. Đi nhanh bên kia luôn, theo mấy đứa kia đi luôn. Rồi mọi người thấy không? Nắng chói chang mọi người. Nhưng mà mấy anh em này nó rất là siêng nha. Nó đi mỗi khi mà cắt lúa nó đi bắt cá hay là bắt ép cho về nhà về cho cha mẹ nó ăn nha. Thì mình cũng thôi bỏ đi, không sao đâu. Thôi bỏ bẫy đâu luôn đi. Thôi mình ui xỉn quá mọi người, cho nên bây giờ mình đi cũng nên bỏ dép thôi mọi người, tại vì khá là xỉn nha. Không biết ở đây có đỉa hay không nha. Lần trước mình cũng đi bắt ốc hay anh em mình đi lần trước cũng làm ốc luộc. Thì hôm nay mấy đứa này nó rủ mình là nó thèm ăn ốc nữa. Nó kính là cái bêu mình là làm ốc xào nha. Rồi mình vượt theo mấy con mưa này có hay không. Ơ chứ. Hello mọi người. Hello mọi người đi. Hello mọi người. Oh, hôm nay mình bắt rất là nhiều luôn, không biết là nãy ra là mình chia ra hai đội nhỉ, hai đội để mà bắt cho nó nhanh. Chứ kiểu này ui mọi người này, cá lồng tông này. Thì bữa nào lần sau là mình sẽ đem cái mùng để mà mình kéo mấy cá lồng tông này nha mọi người. Tại vì hôm nay mình không có nên mang cái mùng. Mùng kéo. Có không? Hay là quay ngược lại đi. À, ngược lại đi ha. Rồi, bỏ đi nhỏ quá. Để bữa sau mình bắt. Ui. Ôi trời ơi. Ui dồi ôi. Tuổi thơ mình hồi xưa mình cũng y chang vậy mọi người. Mình còn nhỏ mình cũng thường đi ra ruộng như vậy. Bắt cua bắt cá về cho mẹ nấu nha. Rồi tụi mình sẽ ngược lại và tìm thêm nhá. Ở đây là đứng ngay cánh đồng luôn mọi người buổi chiều á, tại vì buổi sáng là mình có đi bắt ốc nha, cho nên mình không có thời gian để mà mình nấu luôn nha mọi người, tại vì buổi sáng là mình đi bắt không, để mà mình dành thời gian bắt không nha mọi người, tại vì buổi chiều hôm nay là hồi sáng thì bắt rất là nhiều đứa luôn, thế nên buổi chiều này chỉ có hai đứa nó đi thôi, mấy đứa kia thì nó bận đi học rồi, với lại nó phụ giúp việc nhà rồi mọi người, cho nên không có thời gian để mà mình quay buổi chiều chung nha, thì mọi người cũng thông cảm nha, thì ở đây mình chọn một cái địa điểm ở đây buổi chiều để mà mình quay một cái cát nè, mấy người ta cát lúa, cho nên mình quay ở đây một góc buổi chiều nữa, mà nhìn đi xíu nữa mình sẽ có hoàng hôn mình xem nha. Rồi anh em mình cũng nghỉ ngơi và đi kiếm củi xíu để chiên cái số ốc hồi sáng mình làm nha. Tại vì thằng em nó kêu là sao anh làm cho em cái món ốc chiên đi. Thì hôm nay mình làm theo yêu cầu của nó và cho tụi nó ăn nha, chiên một bữa cho nó tụi nó ăn. Thì bây giờ mình cùng nhau đi kiếm củi và cùng chiên nha.
Giờ là cái chậu cũng hoàn thành nha. Và đây là toàn bộ nguyên liệu của mình. Đây là mình bấm sẵn hết trơn rồi. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Đó, lát nữa mình chiên xong ốc là mình sẽ đảo đều cái nguyên liệu này nha. Ớt nè, rất là to, rất là siêu nồng luôn. Giờ bỏ dầu đi, lấy dầu ăn đi, lấy dầu ăn trong rồi á. Rồi bỏ vô, bỏ qua đây luôn. Bỏ qua đây luôn. Rồi chiên đi, chiên đi. Chiên đi, nóng rồi đó, chiên đi. Rồi, hết luôn. Đó, không biết có độ hay không nha. Tại vì buổi chiều mình không kịp để mua cái chai dầu ăn đó mọi người. Cho nên mọi người thông cảm nha. Giờ mình sẽ bắt cái nồi ốc này mình sẽ chiên nha. Rồi, mình bỏ vô đi, chiên một lượt luôn. Dẫn chưa? Rồi là mình chiên vô nha. Rồi, lấy cái đũa đũa rồi lật qua đi, lật qua lại đi. Lấy đũa đũa vô đi. Đây là toàn bộ số ốc rồi. Chiên nhìn rất là hấp dẫn nha. Hồi trước thì mình có luộc nha, giờ mình chiên nha mọi người. Số ốc toàn bộ mình chiên hồi nãy mọi người, bây giờ cũng đã chín rồi nha. Và mời tất cả mọi người và cùng thưởng thức với anh em của tụi mình buổi chiều hôm nay nha. Đây là món ốc khá là hấp dẫn luôn nè. Mời mọi người đi, mời mọi người một miếng ốc đi. Lần trước thì mình luộc đúng không, lần này là mình chiên mình xào nó hấp dẫn hơn đúng không. Đó, có đủ nguyên liệu, tại vì hồi nãy quên ăn bột cà ri á, cho nên mình không chiên cho nó ngon được. Rồi bây giờ mình chấm rồi mình mời mọi người một miếng nha. Mời tất cả mọi người nha. Ừ. Thơm này. Đấy. Giờ mình lấy cái này vào, cái này ra nha. Đó. Đây. Trời ơi, nhìn thèm chưa? Nhớ là đã luôn nha. Đây. Nó nhỏ thôi mọi người ạ. Ăn kiểu này chắc phải tầm 3-4 cái thì mới vừa miệng được. Chứ 1-2 cái này ăn không có đã. Đây mời mọi người. Ốc này hình như nhiều ốc, nó cứng quá. Hay là chưa chín ta. Đây. Ăn hết không? Nồi ăn hết không? Rất là ngon. Cay quá mọi người. Nó ngon mà nó cay nữa. Đã luôn. Đây là nước chấm của tụi mình này. Đó. Ớt không nè mọi người. Thấy không? Sắt lại nước không? Rồi, chấm. Rồi, mời mọi người nha. Chấm đi. Để ăn chân đó. Tranh thủ ăn hết cái số ốc hồi nãy mình chiên nha mọi người. Tại vì mình hôm nay là đi làm, mới làm vẻ á. Cho nên nó hơi mệt trong người, nên ăn không được nha mọi người. Đó, cái mà hồi sáng đi bắt á, là hồi trưa là mình về là mình phải phụ mẹ làm cái việc này việc kia nha. Cho nên không có thời gian nào mà ăn hơi bị nhiều, nó cảm thấy mệt trong người mọi người. Cho nên mình dành cái số ốc này cho mấy đứa em này nó ăn nha. Thì mà mình thì ngồi đây để mà chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay không có gì hơn mọi người ơi, tại vì khá là lâu rồi, một lời xin lỗi luôn. Tại vì công việc mình rất là bận, cho nên đã hơn 4 ngày mình không ra video mới cho mọi người xem. Thì mọi người cũng thông cảm cho mình nha. Thì sáng tiện buổi chiều hôm nay ra ngoài đây nè mọi người. Cái chỗ này nè, nhìn rất là đẹp luôn, buổi chiều nè. Ở ngoài đằng sau thì có mấy cánh đồng nha. Thì ở đây còn bên phía bên tay trái của mình là có một cánh rừng nha. Thì chúc mọi người buổi chiều hôm nay nhiều niềm vui và ngày cuối tuần luôn, thành công trong công việc nha. Chúc mọi người buổi tối hôm nay vui vẻ bên người thân nha. Chào mọi người nha.